Hello mọi người, lại là mình đây. Hôm nay là bắt đầu có thời gian mình chia sẻ cho mọi người về cái phương pháp cung cấp dinh dưỡng, cái ổn định pH và hạn chế đi đọt, chống giật trái cho sầu riêng mua sang kinh nha mọi người. Thì tại mọi người từ từ đợi mọi người vào nha, nhưng mà khoảng tầm 5 phút đi, 5 phút không thì khoảng 30 người thì bắt đầu là mình sẽ mọi người chia sẻ giúp mình nhé, sẽ cho anh em trong hội mua sinh kinh cùng 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 tham khảo. Vừa post lên group một cái là đông nha. Anh chị vào đi nha, anh chị vào chia sẻ dùm chia sẻ cho mấy anh em trong hội nha, để cùng mà theo dõi cái. Hôm nay là vấn đề rất là quan trọng. Tóc tiểu rồi mọi người ơi, mọi người đau mắt rồi. Hello mọi người vào, mọi người cho ăn một cái hello đi để sôi động lên xíu. Đó. Mọi người vào đi. Giờ này là được rồi nè. Hello mọi người. Mấy nay bắt đầu chỗ mọi người mưa nhiều chưa? Mọi người ơi. Sao không có ai hết vậy nè? Này dắt đi nhậu hết ra quá. Đang chờ anh Đoàn ghé thăm vườn anh ơi. Ủa, Đoàn giờ này đi đâu nữa? Đoàn giờ này là còn đi thăm vườn giờ này nữa hả? Cực vậy. Hôm nay là mình sẽ nói vấn đề là cái dinh dưỡng. Cái dinh dưỡng mà làm sao cân bằng cho cái sầu riêng mua sơn kinh nha mọi người. Tiếp nữa là cái pH nó ảnh hưởng như thế nào tới cái vấn đề mà hấp thu dinh dưỡng và làm cho nó đầy đủ dinh dưỡng cho quả, và nó làm thế nào để chống giật trái sau khi mình đã thụ phấn chéo mà cái quả non đã tròn rồi đó. Tiếp nữa là sẽ làm thế nào để hạn chế đọt vào những cơn mưa đầu mùa. Hiện tại là mưa đầu mùa rất là nặng nha mọi người, đó mấy nay là mưa bắt đầu nhiều rồi đó. Mọi người vào đi, mọi người vào đi. Hay lắm, hôm nay là nói rất là nhiều. À, tiếng hơi nhỏ hả? Tiếng hơi nhỏ hả mọi người? Ủa sao tiếng hơi, ô tiếng lớn mà, nói chuyện cũng được mà. Ok mọi người, được mà, ok rồi. Bây giờ mọi người, chào mọi người thì sau một thời gian chăm sóc mua sinh kinh, từ lúc mà bắt đầu mọi người tiến hành thụ phấn chéo tới bây giờ á,
những kết quả nó khá là ok đó mọi người, khá là khả quan và khá là khả thi. Hầu hết những vừa mua sinh kinh thụ phấn chéo với giai đoạn mà từ sau sổ nhị tới khoảng 25 ngày, sau nhị đến khoảng 25 ngày thì nó đã, để có nó lớn thì nó đã khá là ok về mẫu quả, về sự phát triển, về độ xanh gai, về độ chảy trái, thì nó hầu như nó đạt được cái kỳ vọng của mọi người, nó đạt nhiều kỳ vọng hết của mọi người. Bây giờ chúng ta đang chuẩn bị bước sang một giai đoạn rất là quan trọng, là giai đoạn nuôi quả. Mình nói tiếng như vậy mọi người nghe nghe rõ chưa, nghe rõ chưa? Hello Khang, hello Thức, nghe rõ chưa Thức ơi? Anh bật chứ anh bật cái quạt thổi qua đây quá, thổi ra. Ừ. Nghe rõ chưa Thức ơi? Đó. Và hôm nay mình có một cái bất ngờ cho mọi người. Đây, bây giờ giới thiệu trước nha. Mua sinh kinh D24. Mua sinh kinh D24 nha mọi người. Đó. Thì đây là lần đầu tiên mình ăn cái mua sinh kinh D24. Sao đang nhỏ ta? Tiếng anh thấy cũng được mà. Anh thấy anh nói chuyện là nó giật 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 luôn đó. Anh nói chuyện là nó nghe rõ mà ta. Để cái gần gần đi, nó hơi xa rồi. Ừ, gần gần rồi đây nha. Gần gần nói chuyện cho nghe mọi người. Thì cái này là lần đầu tiên mình ăn được cái mua sinh kinh D24 mọi người. Thì mình khá là ấn tượng với cái mùi vị của nó. Nó khác xa so với những cái đánh giá từ ban đầu của mình một số anh em về giống D24 tại Việt Nam. Đó, cho mọi người coi nè. Thì cái quả này mình cắt thì nó cũng vừa tới thôi, nó không có gọi là già lắm đâu. Mọi người nói nó không có, nó chưa có gọi là rụng. Nếu rụng là ok nữa thì nó rất là giống với cái vị của 197. Mọi người giống rất giống vị 197 và cái hạt lép dẻo, rất là dẻo. Và đặc biệt á, là nó tỷ lệ đậu trái rất tốt. Tỷ lệ đậu trái rất là tốt. Và cho mọi người bên trong thì hầu như là không có vấn đề về sượng bao hộp và sượng nước, nhưng mà nó có một ít về sượng khô. Mọi người coi nè, cơm rất là đạt nha. Như nè, mọi người coi xét đi. Đó, vào vị nè. Nước là dẻo, thơm. Nó thơm mùi vị mua sơ kinh nguyên bản luôn mọi người. Thì theo đánh giá trước á là nó sẽ không ngon, nó sẽ không ngon bằng mua sơn kinh 197, nhưng bản chất bây giờ mình thấy nó khoảng là 8 điểm so với 197 nha mọi người. Em có Tân Bình, em có Tân Bình anh Huỳnh Lưu Phong, Huỳnh Phong Lưu vậy nè. Em có Tân Bình nha, ngày mai để cho em ở Tân Bình. Nói chung là mấy bữa nay em ở nhà em xử lý công việc nó khá nhiều quá, nhiều việc quá, nó dồn á. Em đang tổ chức anh em kỹ thuật nên nó phải ở nhà. Thì mình khá là bất ngờ về cái D24 trồng tại Việt Nam. Đó, thì mọi người thấy ok, mọi người thấy nó ngon nha mọi người, nó ngon đó. Nhưng mà độ ngọt của nó sẽ không đạt 47 48. Có thể là nó chưa được chăm chút nhiều, chưa được vun vén nhiều như cái mua sơn kinh D197. Và mình sẽ chú ý cái giống này, chú ý cái giống này. Tại vì nó quả nó rất là đẹp, quả rất là đẹp cho mọi người. Mình đã gửi cho mọi người trên trên nhóm Zalo rồi đó. Quả rất là đẹp. Thứ hai nữa là cái tỷ lệ đậu quả rất là tốt. Đây là rồi. Và rất ít diệt hầu, học đều lắm, học rất là đều. Thì mọi người nên cân nhắc trồng ít cái này nha. Có thể mình sẽ nghiên cứu thụ phấn chéo giữa D124 với D197 và xem kết quả nó ra như thế nào so với thụ phấn Dona với D197. Rồi. Mình quay lại vấn đề về dinh dưỡng cho mua sơn kinh. Thì cái thời điểm này rất là quan trọng, sau khi sổ nhị 25 ngày tới 30 ngày thì mua sơn kinh của chúng ta anh đợi chứ em nói vấn đề. Mình ở Gia Lai có 3 tấn 10 ngày nữa cắt được, có mua không em? Hình như Mạnh á, Mạnh nó có biết vườn đó, để gì em báo Mạnh cho qua coi. Chúng ta đang bước qua cái giai đoạn là nuôi quả mua sơn kinh, và thay vì giai đoạn này sẽ quyết định năng suất mua sơn kinh của chúng ta. Đó. Giai đoạn sau 30 ngày.
thì sau 30 ngày mình sẽ bón phân như thế nào với cái điều kiện thời tiết như thế này đó. Thứ hai là mình phải làm gì trên cây để cho nó đạt được cái hiệu quả tối ưu. Rồi cái vấn đề đầu tiên, vấn đề phân bón, thì khi em nói xong một vấn đề em sẽ chốt lại để cho mọi người hỏi nha. Nên em sẽ biết cái gì em sẽ tư vấn cái đó, và không biết thì em sẽ tìm hiểu thêm, tại vì em thật sự là em không thể là không phải là biết tốt hết, nhưng mà là em biết cái gì em sẽ chia sẻ cho mọi người hết cái đó. Bây giờ với nội dinh dưỡng thì sau giai đoạn này bắt đầu chuyển qua giai đoạn là quả nó sẽ bắt đầu lớn rất là nhanh với nhau, lớn nhanh là mọi người sẽ trông thấy luôn. Thì đầu tiên là phân bón gốc. Phân bón gốc hiện tại mình em có hai cái option cho mọi người. Cái option đầu tiên âm thanh nhỏ quá hả chị, em nói gần sát bên luôn đó, chắc mưa hay sao á, em nói giật giật luôn nè. Âm thanh của em là nó tới 30, sao bây giờ sao ta thôi mọi người, nó lỡ thì mọi người cố gắng nghe nghe. Alo. Mic auto đây. Mọi người nghe rõ chưa? Mọi người nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi mà đúng không? Dạ, ok. Thì á là giai đoạn này mọi người sẽ ưu tiên hai hai cái loại phân bón này cho mình. Một là 12 12 17. Hai là ba số, có bài số 15 và bài số 16. Thì mục đích tại sao mà em đưa cho mọi người hai cái option như thế này? Tại vì bản chất vùng đất của Tây Nguyên hiện tại là đang vào vụ những cái quả mà nó mang trái khoảng tầm 25 30 ngày, chuối tập trung ở đó, ở Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng là những cái vùng sầu riêng mua sang kinh rất là lớn. Đó. Và thời điểm này thì có những vùng đất là đất đỏ Bazan, có những vùng là đất thịt pha cát, có những vùng đất đồi. Thì cái mọi người cũng biết là cái vùng đất đỏ Bazan thì cái hàm lượng đạm rất là cao, mà khi mọi người bón ba số thì dẫn đến là cái quả nó sẽ hấp thụ lượng đạm nhiều hơn, và cái gai dẫn đến nó sẽ không không có chạy cái gai nhím mà nó sẽ chạy gai nù, nó chạy gai nù. Và là nhìn cái outside phải nhìn cái tổng quan bên ngoài nó sẽ không đẹp quả. Thứ hai là nó sẽ có hiện tượng dày dày giỏ. Thì mọi người khắc phục bằng cách gì? Mọi người đi cho em là 12 12 17. Không đi 12 1 18 ngàn, 12 12 17 nha. Đó. Và mình sử dụng xuyên suốt, ví dụ 3 2 cử 12 12 12 17 đi một cử ba số 15 ba số 16. Thì khi đó nó sẽ cân bằng, vừa đảm bảo được cái trọng lượng quả, vừa đảm bảo được cái chất lượng quả, vừa đảm bảo là cơm nó sẽ được bao được cái hộp. Đó, và vừa đảm bảo nữa là cái cơ quan trong quả nó sẽ phát triển cân bằng. Mọi người, rồi những cái vùng đất thịt pha cát, đất đỏ pha cát, rồi là đất đất thịt, đất đen, thì mọi người bón cho em là ba số 15, ba số 16. Đó. Và khi hai cử ba số 15, ba số 16 mọi người chuyển qua cho em 12, 27 lại. Một là một cử, rồi sau bước người tiếp tục đi 12, ba số 15, ba số 16. Lý do là sao? Những cái vùng đồ đất đó nó sẽ thiếu dinh dưỡng. Nó thiếu dinh dưỡng, và khi nó hấp thụ dinh dưỡng theo kiểu ba số đều thì nó sẽ phát triển đều về mọi mặt cơ quan đó. Và trong những thời điểm ví dụ mình đi hai lần ba lần cái phân ba số, mình sẽ dần lại một lần kali cao để làm gì? Mục đích là để cho nó ngưng lại một xíu, nó ngưng lại một xíu để nó phát triển, nó hình thành, nó gọi là nó hoàn thiện các cái cơ quan bên trong, rồi sau đó mình tiếp tục mình thúc trái lớn nữa đó, thúc trái lớn nữa. Tới 75 ngày bắt đầu mình sẽ chuyển qua quy trình tiếp theo nha mọi người. Rồi. Đó là dinh dưỡng dưới gốc. Còn dinh dưỡng phía trên. Dưỡng trên thì mọi người vẫn chạy một cái quy trình cũ, tức là trong đó có HCR mai xuân. Trong đó có amino 45%. Có cơm, mọi người ngưng copy step và chuyển qua là combi. Thấy không? Ngưng copy step và chuyển qua combi.
Combi thì có thể là combi của BM, combi của Thái hoặc combi của Pháp. Em thì em đang chuẩn bị nhập cái combi của Pháp về. Pháp và của Ý thì đang trong thời gian thử nghiệm thôi mọi người. Thì mọi người sử dụng cái đó và mọi người sử dụng thêm cho em là 3 số 20. Phun trực tiếp lá vào mặt dưới lá và lên quả. Và cái tần suất phun là 7 ngày một lần, 6 tới 7 ngày một lần. Nha mọi người. Đó. Là mọi người sẽ đảm bảo được cái vấn đề về 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 về, về, về dinh dưỡng cho thời điểm này. Đó, dinh dưỡng thời điểm này. Mọi người mà bắt đầu mình dừng lại nè để cho mọi người hỏi nè. Thì mọi người có cái góp ý hoặc là có thêm một cái câu hỏi nào về vấn đề phân mà mình đã tư vấn cho mọi người chưa? Mọi người cứ comment nha. Một cái trái 60 ngày bón hàm lượng phân thế nào em? 60 ngày anh vẫn bón, anh vẫn bước bón cái anh chị vẫn bón cái công thức cũ nha. Tức là 60 ngày vẫn đi được 3 số nếu mà là đất thịt pha cát hoặc là đất đỏ pha cát. Còn nếu là đất của đất Ba Gian thì mọi người anh vẫn đi 10 10 12 12 7 cho em. 12 27 và anh tăng nước lên. Tức là trong giai đoạn này mọi người chú ý là mọi người tăng nước dần lên nha mọi người. Tăng nước dần lên tại vì tại giai đoạn này chắc chắn nó sẽ chưa vấn đề về sượng về bọng nó chưa xảy ra đâu. Tăng nước lên làm gì để cái quả nó phát triển đều. Cái quả nó phát triển đồng đều từ trên cuống tới cái gai tới cái những cái học cơm nó sẽ phát triển đều hết. Đó, thiếu nước là chắc chắn sẽ giật. Giật chắc chắn sẽ giật luôn mọi người, mình cam kết mọi người là thiếu nước nó sẽ giật học nha. Nó tóp đầu hoặc tóp đuôi, nó đủ thứ câu chuyện hết. Đó. Rồi, mọi người cứ hỏi đi. Giai đoạn này bây giờ mình nói xong vấn đề dinh dưỡng mình nhắc lại nè. Dinh dưỡng giai đoạn này mọi người bón thì cái lượng phân bón 12 12 7 hoặc là 3 số mọi người bón là từ 6 lạng hay 8 lạng mọi người tăng dần. Tăng dần theo thứ nhất là cái số lượng quả trên cây. Đó. Và mình tăng dần theo cái độ lớn của quả. Nha mọi người. Trái 60 ngày đi 12, 11, 18 được không anh Đăng, thân mến? Dũng, anh Dũng thì bây giờ á, anh khoan hả đi 12, 18. Tại bản chất 12, 12, 11, 18 á, là nó sẽ tác động. Nó tác động về vấn đề kali khá cao. Thì dẫn đến cái tốc độ lớn trái á, nó chậm đi. Tốc độ lớn trái nó chậm đi. Nha. Nên là em ưu tiên 12, 12, 7 hơn. Nó phát triển đồng đều hơn. Và nó bổ sung cái kali vừa phải. Nó vừa phải cho cái giai đoạn này là được rồi. Hả? Rồi, phía trên mọi người một khung cho mình là cho em là HCR Mai Xuân. 3 số 20 có thể là của BM càng tốt. Và là một số cái dòng phân 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 dạng gel bây giờ á, cũng một số đơn vị nó cũng có cái sản phẩm khá tốt á. Rồi, mọi người dùng combi thay cho combi step trước đây, tức là thời điểm mà sau khi xả nhị 60% tới thời điểm mà 25 ngày là em tư vấn cho mọi người là phun combi step. Thật ra đó là gì? Là mình trong combi step nó có hàm lượng canxi bo khá cao và một số hoạt chất nó vi lượng nó cần thiết cho giai đoạn chạy chạy gai xanh và nở cuống ngoài mặt cuống. Thì cái thời điểm này mình cùng combi là mình dùng cái lượng vừa phải mọi người. Rồi tiếp nữa là mọi người dùng cho em thêm là cái canxi bo. Canxi bo thì bây giờ mọi người vẫn sử dụng bình thường, có thể nếu mà mọi người thấy cái cuống quả nó phát triển đều, nó phát triển ổn định thì mọi người sẽ canxi bo mọi người phun là ví dụ một cử bỏ cử phun lại cử. Nếu mà mọi người thấy cần sự an toàn về vấn đề là biến động thời tiết, cần sự an toàn về cái lượng quả trên cây và cảm thấy là quả mình nó chưa đủ cái độ độ lớn á, thì cái cuống nó chưa đủ độ chắc á, thì mọi người cứ tiếp tục cộng thằng canxi bo hợp chí hoặc một dòng canxi bo nào mà nó có uy tín cho mọi người. Rồi đó đó là cái những cái mình cần phun cho quả thời điểm này. Mọi người chỉ nhớ chú ý cho em là cái 3 số 20 nha. 3 số 10 nó rất quan trọng là những lý do sao? Tại thời điểm này những cái quả trên cây của mình đang neo còn rất là nhiều, rất là nhiều, thì cái lượng dinh dưỡng từ gốc hút lên đôi khi nó sẽ không đủ, nó sẽ không đủ. Và 3 số 20 nó giúp vấn đề về tổng hợp dinh dưỡng từ ngọn lá đi xuống, nó bổ sung kịp thời và nó là không làm cho cây nó mất cân bằng. Hello anh, hello anh sao mấy nay vườn ổn ha anh, mấy nay vườn là ổn anh Tâm ơi.
Rồi mọi người cứ hỏi về vấn đề dinh dưỡng nha, dinh dưỡng cho cây thì thời điểm mà từ quả từ 30 ngày tới 75 ngày, 78 ngày nếu mà Tây Nguyên vậy, khoảng 75 78 ngày đó mọi người. Về mua sen kinh thì hiện tại em đã có kỹ thuật ở các vùng Đắk Nông, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Đồng Nai, miền Tây. Hello anh Xanh, mọi người có vào phòng mọi người cho mình một cái hello nha. Dạo này hơi bị stress về vấn đề xuất khẩu quá. Cái này xuất khẩu đối tác nó cũng thích làm với mình nhưng mà yêu cầu nó khá cao nên mình cũng thấy tương đối áp lực mọi người. Nhưng mà không không sao đâu mọi người, đối tác đồng hành nên họ sẽ phát triển cùng mình thôi. Hello anh Thụ. Để mình nhắn cho mọi người nha. Hiện tại á, là kỹ thuật của mình có mặt ở Kon Tum, Gia Lai thì sẽ có mạnh. Kỹ thuật ở Hello anh Việt, kỹ thuật ở Đắk Lắk là sẽ có Thức. Kỹ thuật ở Đắk Nông là sẽ có anh Thảo. Hello anh Tuyền, hello anh Hùng. Anh Hưng hay anh Hùng nhé. Rồi kỹ thuật ở miền Tây thì có anh Đoàn. Kỹ thuật ở Đồng Nai thì sẽ có Đức. Nếu một số vùng thì mình thì em đang 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 bố trí thêm. Bố trí thêm là em đang tuyển một số anh em mà họ có tâm huyết với Hồng. Họ cũng có đam mê về mua sơn kinh. Họ nhìn mục tiêu nó nhìn họ nhìn xa hơn, họ không quan quan trọng vấn đề hiện tại là phải bán phân bán thuốc bằng mọi giá, phải có lợi nhuận từ phân thuốc. Di Linh Lâm Đồng tự bơi anh không có đâu, anh đang bố trí Hoàng ơi, thì chắc khả năng sớm thôi, khả năng trong anh đang tuyển người trong vòng khoảng tầm trong tháng này là sẽ có, trong này là sẽ có. Hello Hương, hello Nhi. Đó, mọi người. Chào cô Ánh, tháng 6 này cây tròn 3 năm thì sang năm lấy trái được không mọi người? Được được nghe anh Vũ ơi, được nha. 36 tháng là làm nhẹ nhẹ cho nó được rồi, cho nó đẻ cho nhẹ được rồi, nhưng mà anh phải để cho nó cành nó già thiệt già, anh phải bón già cho cây. Bây giờ thì em ưu tiên là một cử đạm cao thì sẽ cộng một cử DB cộng 3 số, thì DB bón vào thì cái cành nó sẽ phát triển nhanh già hơn, nhanh già hơn đó. Và khi anh cắt tỉa tạo tán nó khá tốt và ánh nắng lọt vào bên trong thì cây nó sẽ cứng cáp hơn đó. Rồi một cái nhắc nhở cho mọi người nữa là khi bắt đầu giai đoạn hello chị đẹp, bữa nay bán ri sáu được bao nhiêu tấn? Về bờ chưa? Đó. Với mua sân kinh mọi người ưu tiên để quả cành cấp 2 cho em nha. DB đi giai đoạn nào ăn? DB là đi giai đoạn phục hồi và giai đoạn làm già cành. Ồ, chúc mừng chị đẹp. Giá được nhiêu? Giá được 55 không? 60 không? Chắc được em chín năm chục, 50 thôi cũng được 750 triệu rồi. Cũng đủ rồi. U bây giờ mới trồng được 10 ngày có tư vấn không shop? Có nha Lữ ơi. 10 ngày thì dễ tư vấn mà, cái tư vấn quy trình phun phân thuốc, đi phân thuốc này kia thôi cho nó đúng chuẩn để mà làm đúng cái đợt, một cái đợt nó khoảng 2 tháng. Thì cố gắng 1 năm đi khoảng được 4 cây là quá đẹp. Chào anh ăn muôn. Hello, hello Huy Hu Mít Hoàng Phúc. À, rảnh rảnh chạy qua ăn cà phê Huy ơi. Mọi người có hỏi về vấn đề dinh dưỡng cho mua sen kinh trong giai đoạn từ 25 30 ngày tới 75 78 ngày, mọi người cứ nhắn lên nha. Ok chị, mùa tới với số lượng cây của chị và tuổi cây hiện tại thì khả năng được đó chị. Khả năng được 15 tấn đó. Cố gắng thôi, một quả một cây em lấy ước chừng khoảng tầm 80 kg là trong trong khả năng. Dạ. Còn hơn nữa thì hưởng thêm. Tại vì mua sen kinh bây giờ em thấy nó không có còn khó như cái thời điểm mà cách đây 2 năm.
Hello Quốc Thắng nha. Mọi người dùng giúp cho mình một một like và một chia sẻ nha mọi người, để những anh em mà họ đang trồng ngô sen kinh họ gặp khó khăn á, họ tìm được tới mình, tại vì mình không có đi chào mời, không có đi giới thiệu bản thân, cũng không có đi mà tham gia những cái sự kiện để mà giới thiệu ra mọi người nhiều. Nhưng mà mình có những cái nhóm, có những cái nhóm mà khoảng sáu hiện tại nhóm mình là khoảng là gần 650 thành viên rồi. Mình đa số đều những người là có trang trại ngô sen kinh từ vài chục cây, 6 70 cây, 70 80 cây, đến vài ngàn cây, đến vài chục hecta, đến 100 hecta, đến vài trăm hecta mọi người. Thì mọi người luôn được giao lưu công bằng, tức là anh không biết cái gì hoặc là anh cần tư vấn cái gì thì anh cứ nhắn lên đó mọi người nha. Còn bây giờ là giai đoạn này là Đắk Lắk và Gia Lai Kon Tum đang vào cái giai đoạn khá là quyết định, quyết định đến năng suất, quyết định đến cái mẫu mạ trái, nó quyết định được đến cái chất lượng quả. Nó chưa đến tới chất lượng cơm, nó chất lượng quả thôi mọi người. Chất lượng cơm là khoảng 75 ngày sau bắt đầu nó quyết định được. Thôi à, căng thẳng quá. Thì cho anh số điện thoại của thực Đắk Lắk. Ok, để em trả lời em. Để em tiếp comment anh. Thức rồi, thức ơi, thức gửi số điện thoại cho anh Bảo thức. Giá mua lúc này sao rồi anh em? Giá mua lúc này á, thì tùy vào cái mẫu vườn anh chị ơi. Tại vì hiện tại là ri với thái nó sập sát khá là sâu nên giá mua sen kinh nó sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Thì hiện tại mua sen kinh nó nằm ở cái khung giá bao vườn tỷ lệ 73 là khoảng tầm 7 và tầm 80 đến 90 ngàn là maximum nha. Mọi người thật sự là mọi người kỳ vọng cao thì em biết mọi người cũng có tâm huyết, cũng có là dành nhiều cái tâm sức cho nó và kỳ vọng giá nó cao một xíu. Nhưng mà với cái tình hình hiện tại, cái sự cạnh tranh về thị trường giữa các nước vào Trung Quốc á, vào cái thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn, nó đang gặp một số bất lợi. Thứ nhất là về nguồn cung, thứ hai về chất lượng cung. Mọi người cũng biết cái thời gian vừa qua là nó hạn hán rất là nặng, nhiệt độ biên độ nhiệt nó lên khá cao và hiện tại Thái Lan nó đang gặp vấn đề về chất lượng đó. Việt Nam mình cũng đang gặp vấn đề luôn, tại vì thời điểm này mà nắng nhiệt độ nó cao là gõ sầu riêng rất là vô dao. Nếu mà thợ mà họ chỉ thông qua tiếng gõ mà họ 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 cắt sầu riêng là khả năng bị cắt non rất là cao. Thứ hai là bị chín héo, tức là gõ là vô dao bộp bộp luôn, nhưng mà nắng nó chín nhưng mà không có chín theo kiểu tổ hợp đường mà nó chín héo luôn. Của nhà em được 55 ngày mà trái nhỏ quá, có đi 12 12 17 và hồ đào ba số 10 16 Đắk Lắk chưa có mưa, giờ có nên bỏ ba số 16 nữa không, sợ nắng nó cháy rễ. Bây giờ như thế này Thức ơi, của em 55 ngày thì bây giờ nếu mà mưa lớn á thì em vẫn cứ giữ vấn đề về 12 12 17 cho anh, tại vì chắc chắn mưa nó sẽ mang theo đạm và mưa xuống quả em sẽ lớn rất là nhanh. Rồi em để ý đọt cho anh, nếu mà trong trường hợp nó có đi lú cái hột gạo á và nó đưa ra thành đọt đàng hoàng rồi hết thì cố gắng xịt già lá cho nó mở lá, gọi là xịt chặn đọt á, cho nó càng nhanh càng tốt. Xịt chặn đọt bây giờ á là nó sẽ có những công thức như sau. Công thức ban đầu á là mình muốn nói là 7544 cộng với MKB. Đó thì bây giờ là đang thử nghiệm và thành công là cái K38 cộng với combi, tức là xịt xà già lá nhanh và mở lá nhanh, nó sẽ không ảnh hưởng nhiều vấn đề về cái tốc độ lớn quả. Và khi mình chặn đòn mà Envin nó sẽ với MKB liều cao nó sẽ tác động đến quả khá là nhiều. Đó là mình thử nghiệm và đã thành công thì mọi người cứ nghiên cứu thôi, chứ mình không có ép mọi người, tại vì nó ăn quảng cáo K38 đa dụng quá thì thần thánh nó hóa thì nó tội nghiệp cho em. Nhưng mà em thử nghiệm thành công thì mọi người cứ cân nhắc thử nha, cứ nhắc thử. Còn mọi người thấy công thức nào nó im, ví dụ công thức của mọi người 7544 với lại MKB nó đã im rồi, mọi người cứ sử dụng đi, mình cứ sử dụng đi. Nếu mà mọi người thích thì mọi người thấy bây giờ 100 cây thì mọi người sử dụng là 90% là cái này, 10% là cái kia, mọi người đánh giá. Dù sao mọi người có thêm một bài học, một kinh nghiệm, một công thức mới chứ không có gì hết nha.
Hello Lam, nha. Rồi, bây giờ mình không ai hỏi về dinh dưỡng, mọi người nắm chắc về dinh dưỡng hết trơn thì em sẽ nói vấn đề về pH. Nó ảnh hưởng thế nào đến trái nha mọi người. Hiện tại á là anh Đoàn đã kiểm tra, anh Tròn được một vài một tuần nay anh Đoàn đi kiểm tra hầu hết vùng Musician ở miền Tây. Thì cái vấn đề ảnh báo về là anh ơi, bây giờ pH cái này rất là thấp. pH này rất là thấp. pH nó nằm ở ngưỡng là 4.6, 4.7, 4.8. Đó, nó không có vượt lên 5.5 mà 6 chấm. Thì mọi người biết là khi mà Hello Hoàng, khi mà cái pH nó thấp thì khả năng hấp thụ một số chất NPK trung vi lượng này kia là nó sẽ bị giảm đi. Nó giảm đi rất là nhiều mọi người. Thì vấn đề là khi pH nó thấp và nó giảm như vậy thì bao phân bón người bón xuống nó không hấp thụ được vào cây. Không hấp thụ được vào cây thì cây thiếu dưỡng, quả bị giật học, bị méo, gớt lá đọt. Chuyện bình thường. Vì sao mà mình tư vấn cho mọi người là phải phun 3620 là gì? Nhưng mà nó là giải pháp nhất thời đó. Ví dụ cây nó thiếu dinh dưỡng thì nó ăn 3620. Nhưng mà trong trường hợp bây giờ pH nó thấp như vậy rồi, nó ăn trong nhất thời, trong 1-2 ngày không có lá mà, mỗi ngày 2-3 ngày, thì khi nó hết 3620 nó hết tác dụng như đó thì ở dưới lên, nó lên không có lên thì nó cũng phải giật như thường luôn, nó phải giật như thường luôn đó. Đó. Và cái thật sự trồng cây ăn trái nào cái pH nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều tới tới vấn đề mà sinh trưởng thôi, chưa nói vấn đề về 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 sinh dưỡng, là sinh trưởng thôi nha mọi người đó, là nó sẽ là làm cho cái cây nó hấp thụ dinh dưỡng kém đi và nó ảnh hưởng tới nhiều vấn đề phía sau nữa, nhiều vấn đề phía sau nữa đó. Thì anh Đoàn anh mới báo với anh á, là bây giờ tìm một giải pháp để nâng cái pH ở ở những cái vườn sầu riêng lên, vườn sầu riêng lên thì đang bằng cách nào đó. Thì chắc một vài bữa nữa mình sẽ nhờ anh Đoàn, anh sẽ live stream để nói cho mọi người vấn đề về ổn định pH ở miền Tây. Tại vì thực sự nói về kinh nghiệm sầu riêng mình ở miền Tây là mình sẽ không không giỏi bằng anh Đoàn. Thật sự mình nói về mua sân kinh thì mình có thể mình có ưu thế với anh Đoàn, nhưng về vấn đề sinh trưởng, về vấn đề đất đai, về vấn đề con nước, về vấn đề mùa vụ thì anh Đoàn ảnh giỏi hơn mình. Ok, về cái pH thì mọi người pH lý tưởng cho sầu riêng là 5.5 tới 6 chấm nha mọi người. Thì có rất nhiều cách để ổn định pH. Có thể tăng pH tức thời. pH nó sẽ bị tuột bởi những yếu tố sau như thế này. Thứ nhất là mưa đầu mùa. Mưa đầu mùa thì nó thường mang theo một lượng clorua. Clorua thì nó quất xuống nó sẽ làm tăng cái pH, nó làm giảm pH. Nó mang tính axit, nó làm giảm pH đất đi. Đó. Nó giảm bớt một cái pH đất đi. Cái thứ hai là mọi người lạm dụng phân hóa học, mình bón hóa học giờ chắc chắn pH nó sẽ tụt. Thì trong quá trình mà nó trao đổi chất nó sẽ nâng là pH lên tại vị trí mà trước khi mình bón phân đó. Nhưng mà nếu mình sử dụng dư phân hóa học thì đất nó sẽ còn tồn tại rất khá nhiều và nó sẽ bị chua luôn. Mọi người có hỏi nha, mọi người có hỏi nha, mọi người có hỏi đi, em sẽ giải quyết giải đáp cho mọi người những vấn đề xoay quanh vấn đề về dinh dưỡng và pH. Mọi người. Mọi người hiểu chưa? Bây giờ vấn đề nè. Khi mà cái pH nó thấp, nó dưới ngưỡng 5.5. Một vấn đề nữa là cây nó sẽ không hấp thụ được mo. Mo gọi là mobilen. Đó. Đó.
thì nó sẽ làm như thế nào? Nó sẽ không phát triển được cái hộp cơm. Molybden nó sẽ không phát triển được cái nó cây nó không hấp thụ được molybden này, tại molybden nó sẽ cây nó sẽ hấp thụ khi thời điểm pH nó 5.5 tới 6 chấm. Mọi người thì khi mà pH nó gớt dưới 5.5, phải 5.2, 5.3, 5 chấm thì cái molybden nó sẽ không 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 hấp thụ được. Thì molybden là gì? Molybden là gì mọi người chơi Google đi. Thì mình nói sơ bộ. Đó. Cái molybden nó sẽ làm phát triển về cái hộp cơm đều đều đó, nó phát triển cái hộp những cái hộp cơm những phát triển hột và cái cơm nó sẽ phát triển đồng đều phía trong cái quả đó, nó giúp gọi là nó là một dạng giống như là hoạt chất đi, nó như dễ hiểu tại vì mình tìm hiểu nó cũng không có sâu cho mấy, mình chỉ tìm hiểu sơ bộ về nó. Khi mà pH nó gớt dưới 5 thì mình sẽ tìm hiểu sâu về vấn đề là vì vì sao nó giật hộp thôi đó. Rồi là khi nó không hấp thụ được EPK hấp thụ nè, chung vi lượng không hấp thụ được nè, cái chất quan trọng để tạo hộp cơm đầy là molybden nó cũng không hấp thụ được, thì cuối cùng nó phải giật hộp. Dù cái quả trước đó là nó rất là tròn nha mọi người, rất là tròn, nó hũ cán chéo nó tròn đẹp, nhưng mà tới thời điểm mình sau 30 ngày bắt đầu tự nhiên nó giật hộp đó, nó giật hộp thì bây giờ là lúc đó là mình mới giật mình lên, ủa sao mà mình chăm sóc như vậy mà nó lại giật hộp như vậy. Thì mọi người check lại những cái công thức phân bón trước đây mọi người sử dụng và mọi người kiểm tra luôn cái pH đất. Mọi người mà không có đo được pH đất á, thì mọi người nhờ anh Đoàn tới đo đó, nhờ anh Đoàn rồi hoặc là mọi người ra cái sau này mình sẽ hình như là những kỹ thuật của mình đã có trang bị máy máy đo pH hết rồi, thì sắp tới sẽ đo pK luôn, thì họ sẽ đo và họ sẽ đánh giá được tổng quan. Mọi người anh hướng dẫn giúp em về cách giữ pH ổn định. pH nó bị tác động bởi nhiều thứ nên là cái pH ổn định thì mọi người cố gắng mọi người cung cấp cái nền hữu cơ nó khá tốt, thì trong đó nó có những hệ vi sinh vật nó giúp ổn định cái pH. Thứ hai là keo đất đó, và những cái vi sinh vật nó sẽ làm những công việc phân giải chất khá tốt, nó không làm cho cái đất mình nó bị phèn hóa đi, nó bị chua đó. Thì bây giờ mình đang có một cái dòng gọi là lăng guano, tức là giống ngày trước đây mình làm cái nông nghiệp hữu cơ ở dưới Cà Mau á, mình còn làm cái chục cái đó, thì mình có tiếp cận một cái món gọi là khoáng hoạt tính, đó là khoáng hoạt tính. Thì lúc đó là mình là kỹ thuật mình làm cái thuật lúa gạo hữu cơ, và cái mọi người biết cái đất U Minh ở Cà Mau thì cái đất phèn mà pH rất là thấp đó, và để cho xạ lúa mà cho cây lúa nó sống nó phát triển là buộc phải đưa năng pH lên, thì mình cái tên lúc đó là acetylride, tức là có là khoáng hóa thạch, nó là lăng hóa thạch đó. Quánh xuống một khoáng là nó sẽ trong vòng 30 phút tới khoảng 15 30 phút là pH nhảy lên khoảng nào khoảng 6 chấm liền, nhưng mà nó mắc cực kỳ, nó mắc lắm. Đó thì bây giờ là nó đại trà hơn, thì mình đang 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 chuẩn bị nhập cái gọi là lân guano, nó là một cái vấn thằng là nó năng pH với cơ chế y chang vậy mọi người, tức là pH thấp đúng không, anh bón xuống một phát pH nó kéo lên một cái ao liền, kéo lên và trung tính liền nha mọi người. Đó, là thường là vừa cấp lân được phát triển rễ mà vừa ổn định được cái pH đó. Mình mọi người thấy một sản phẩm mà mọi người thấy nó thần kỳ, thật sự bản chất là mình đã tiếp cận nó từ năm 2016 rồi, 2016 2015 rồi đó, và lúc đó nó mắc lắm nghe, lúc đó 30 mấy ngàn một ký, mắc cực kỳ, nhưng bây giờ hình như đâu đó là 9 ngàn hay 10 ngàn vậy mọi người, cũng rẻ đó mọi người. Thì là mình sẽ xem xét mình nhập về mình sẽ cung cấp cho mọi người để nâng pH, ổn định pH và giúp phát triển hệ rễ mọi người. Hiện tại cái khi mà mình hồi chiều mình có bàn với anh em thì cái đơn đặt hàng nó cũng khá là lớn rồi về cái lăng Luano đó, và nó sẽ tạo một cái trào lưu về giống như K38, tức là K38 là một cung cấp về dòng kali hữu cơ khá cao và tốt. Thì bây giờ cái ông này về là ông sẽ cung cấp về giải pháp là nâng pH tức thì và ổn định pH lâu dài, nó sẽ không làm cái việc là thần thánh hóa là nó xuống nó sẽ tôi xuống tôi sẽ làm cho cái đất của anh là về trung tính mãi mãi, không có chuyện đó nha. Nó sẽ tác động tức thời pH về
và nó sẽ giảm dần 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 về cái vị trí ban đầu. Mục đích là gì? Mục đích là mọi người có thời gian để mọi người chỉnh đốn lại vấn đề cái nền đất của mình, bón thêm hữu cơ, bón thêm vi sinh, rồi mọi người là bón phân bò, mọi người lấp thêm đất, mọi người làm tưới nước, để mọi mọi tìm những giải pháp khác để tạo một cái nền cho pH nó về trung tính đó, thì kết hợp với nhau nó sẽ tạo hiệu quả. Còn nó không có thần thánh hóa là đưa xuống là mãi mãi vĩnh cửu, là pH nó không, nó sẽ nằm ở đó hoài, không có một cái hoạt chất nào mà nó làm được cái chuyện đó hết, đúng không? Thì mình đã kiểm nghiệm là nó khá ok, thì mình sẽ triển khai cho mọi người trong mua sen kinh. Mua sen kinh nó rất là sợ vấn đề bị tụt pH, tụt pH là giật bụp liền, là gớt lá liền. Mọi người chào anh Năng, em ở Định Quán Đồng Nai có 40 cây mua sen kinh, năm nay làm rụng hết, mùa tới mong được anh hỗ trợ. Ok, bây giờ ở Đồng Nai thì anh liên hệ Đức nha. Đức ơi, Đức có đây không? Đức ơi, không có Đức thì để em nhắn số Đức cho. Ở Đồng Nai, ở tầm tạm thời ở Đồng Nai và kèm khu vực Đạ Quai thì mọi người gọi Đức cho em nghe. Đức là 0844 466 488. Không tám bốn 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 sáu sáu bốn tám tám là Đức nha, kỹ thuật mình là phụ trách khu vực Đồng Nai và một phần của Lâm Đồng là phía dưới Đạ Hoai nằm dưới này, chứ xa quá đi không nổi. 0 chỉ mu mà thái cũng bị giật méo đáy, cần nghiên cứu anh. Thì em cũng nói đó, thứ nhất là khi mà nó giật méo trái là sẽ có những cái nguyên nhân từ ban đầu là cái hộc cơm nó không được thụ phấn, thì chắc chắn nó sẽ không đậu thành cái búi cơm rồi nha. Nguyên nhân tiếp theo là cái dinh dưỡng mình đưa vào không đủ, nó cạnh tranh dinh dưỡng, những là những cái quả nào vượt trội thì nó sẽ phát triển lớn luôn, còn những quả nào mà nó cạnh tranh không lại thì nó cuốn nó nhỏ này kia là nó sẽ bị giật và nó rớt luôn đó. Cái thứ ba nữa là pH, tức là những pH đang trung tính mưa xuống làm ầm cái một là nó tụt pH, cái tụt pH thì bắt đầu nó giật luôn, giật luôn, nó tụt pH đồng nghĩa với việc nó không hấp thụ được dinh dưỡng. Ở Lâm Đồng bên mình có hỗ trợ không anh? Lâm Đồng thì tạm thời là trong tháng này anh sẽ bố trí được kỹ thuật và anh sẽ thông báo cho mọi người nha, em cứ theo dõi trang cá nhân của anh nha, anh sẽ theo dõi, anh sẽ thông báo. Tại vì Lâm Đồng bây giờ khu vực Lâm Hà với khu vực phía Đạ Hoai là mua sơn kinh rất là nhiều. Ở bên Lâm Hà hiện tại là có khoảng 5-6 ngàn cây rồi, của bốn người bạn. Còn phía bên khu vực của Đạ Hoai thì rất là nhiều, nhiều cực kỳ nhiều nha mọi người. Nhưng mà rất là tiếc là khi mình thông tin đó mấy ảnh thì cái mùa vụ nó cũng tương đối là mấy ảnh đã vào cái thế rồi, tức là không có phân thái và nó sắp xả nhụy, 5 4 5 ngày nó đang xả nhụy rồi, thì mình không không có giải pháp cho bạn được. Mình cũng đưa K38 cho bạn tưới để mà phần gọi là vớt vát phần nào, nhưng mà một khi nó đã chạy xanh nhẹ cái thì gặp vấn đề là nó nắng hạn, nó không có nước, khu vực dưới Đạ Hoai là không có một miếng nước luôn, là nó rớt hết luôn, nên rất là tiếc. Nên hẹn mấy ảnh là sau vụ này là sẽ hỗ trợ. Ở con tôm có em, ở con tôm em gọi cho Mạnh nha, để nhắn số Mạnh. Mạnh có đây, Mạnh không có đây thì anh nhắn số nha. Em này giờ này chắc như cắt sầu riêng đó vậy. 0868401279. Không tám sáu tám bốn không một hai bảy chín. Mạnh nha mọi người. Thì mọi người khi mà kỹ thuật của em hỗ trợ cho mọi người á, thì mọi người cứ làm việc với kỹ thuật của em và tin tưởng họ 100% như mọi người tin tưởng em. Tại bản chất em tuyển chọn đối tác và tuyển chọn kỹ thuật rất là kỹ, em cần những người anh em đồng hành có tâm huyết và có tầm nhìn, là họ yêu cái cây mu sen kinh, yêu chất lượng cơ mu sen kinh thực sự, chứ không phải là vô để vẽ vời cho mọi người, để bằng mọi giá phải bán cái này cái kia cho mọi người rồi
xong rồi lại là không có trách nhiệm về với vườn của mọi người, là em không có làm việc với những người như vậy. Thì nếu mà kỹ thuật của em mà có làm những việc đó, mọi người cứ báo cho em nha. Hello anh Trung. Hello, không phải, này chị Trung chứ, chị Trung mà. vợ anh Mùi. Sao vườn mua sinh kim nó đẹp chưa, gửi hình em xem với. Anh chị Trung này là vợ của anh Mùi nha mọi người. Không, vợ của anh Mùi, Mùi đúng rồi, vợ anh Mùi, nói sai không chửi chết. Bữa đó mình cũng có hướng dẫn cho mấy ảnh từ lúc mà thụ phấn chéo, thì bây giờ vườn vườn đậu rất là nhiều, rất là đẹp mọi người, đẹp cực kỳ luôn, khu vực leo đó, leo Đắk Lắk, leo Đắk Lắk á. Cái đó là cái xã gì em không nhớ, bữa đó thức trễ em đi. Thì quay lại vấn đề là vấn đề kỹ thuật, thì một số anh chị em á gọi cho em là ừ giờ anh Đoàn, anh Thức, anh Thức rồi Mạnh rồi Đức rồi anh Thảo rồi tư vấn là ok không. Em nói bây giờ anh chị, khi một khi em đã chỉ định kỹ thuật vào vườn cho anh chị rồi, thì anh chị cứ xem kỹ thuật là đại diện của em ở đó. Có Tân Phú hôm nay đó đó, Trí ơi, Tân Phú là Đức á, Đức nè, 0844 466 488 anh gọi nha. Bây giờ một xíu em sẽ, em bây giờ em nít lại luôn nè, mọi người đợi em 30 giây em sẽ ghi một cái tin nhắn nè. Con tôm Gia Lai, con tôm nè, Gia Lai con tôm là Mạnh. Mạnh này làm kỹ thuật rất là giỏi mọi người. Mạnh này rất là yêu mua sân kinh, làm rất là tâm huyết, chạy vườn tối ngày vườn không à. Anh Mạnh ở Gia Lai bao con tôm luôn hả? Tại vì bây giờ con tôm thì nó cũng khá là gần, nên là Mạnh sẵn Mạnh ở khu vực Pleiku, thì đó chạy qua đó nó cũng gần, nên là anh giao cho Mạnh làm luôn. Tại vì ở trên kia anh chưa có kiếm được người có đủ cái năng lực, có đủ cái sự tin tưởng về trình độ kỹ thuật mà anh giao. Thì anh đang nói Mạnh là nếu mà kiếm được một số anh em nào mà có cái tâm huyết trên đó thì cứ giới thiệu cho anh, và anh sẽ test cái trình độ và kiểu như là cái khả năng của họ tới đâu thì mình mới dám giao. Từ bản chất bây giờ những vườn mua sinh kinh là có bộ mặt, mà những anh em đi tư vấn vườn là giống như người trong nhà, mà một khi họ làm mà có vấn đề là mình ăn có đủ luôn, nên mình rất, anh không có, rất là sợ vấn đề đó xảy ra. Đồng Tháp là liên hệ anh Đoàn, anh Đoàn chạy không kìa, anh Đoàn chạy gần khóc dữ kìa. 0973 377 423 423. Là Thức nha, cái này là Thức ở ở Đắk Lắk nha, Đắk Lắk là Thức phụ trách hết, và Thức sẽ cung cấp cho Ân rất là nhiều thông tin Đắk Lắk, cập nhật tất cả các huyện về tình hình mua sen kinh, tình hình mưa, tình hình thời tiết này kia, mọi người rất là ok đó, Thức rất là ok đó mọi người. Ở Đắk Nông là anh Thảo và anh Lễ, bây giờ số anh Lão đi, anh Thảo đi Đắk Nông, và tạm thời là khả năng là sẽ là Bình Phước luôn, anh sẽ giao cho anh Thảo luôn. Tại vì Bình Phước thì mình chưa tìm được người mà có, chưa tìm được người phù hợp ấy. Nói chung gì cho mọi người hiểu. Đó, để em soạn cái tin nhắn cái. Anh Thảo là 0989 433 331 Đồng Nai. Mọi người đợi em 30 giây nghe. Rồi. Miền Tây. Anh đỏ.
Mọi người đợi em xíu. 0987 827 168. Rồi. Đó mọi người, em đã ghi rồi đó mọi người. Ok anh Việt. Đó, ở Gia Lai Mạnh rất nhiệt tình, Mạnh rất là quấn. Anh có không biết, không không biết, không biết. Chắc nhiều khi còn hơi bị kiểu kiểu yêu đời quá nên đặt Zalo nó tên nó hơi hơi bị trả đầu à. Đồng Tháp thì liên hệ anh Đoàn nha. Nha. Việt ơi. Đó, bắt đầu mọi người, tiếp tục nha. Bây giờ cái vấn đề là chống giật trái nè mọi người. Chống giật trái nè mọi người, thì cái này rất là quan trọng nè mọi người. Cái này là mình đã nhắc vườn rất là nhiều luôn và một số vườn họ chịu làm theo, một số vườn họ lười là dính đòn luôn. Tại vì mua sang kinh á, khi anh đã làm cơm ngon rồi mà cái mẫu mã nó bao tử hoặc là nó bị tóp đầu tóp đít tóp đuôi đủ thứ hết trơn thì coi như xong nha, nhìn vườn là bỏ chạy luôn đó. Thì bây giờ giải pháp cho mọi người như nào? Đầu tiên, sau khi đã chạy trái ok, chạy trái khoảng tầm 10 15 ngày, mọi người cảm thấy cái quả của mình nó chưa có được đẹp, nó chưa có được tròn, nó chưa có được, nói chung là chưa được ok đó, nó chưa được đạt như cái kỳ vọng về quả tròn mong muốn á, thì mọi người sẽ như nào? G3 sữa phun trực tiếp vào trái, pha đúng liều lượng một cữ hoặc là hai cữ, mà tốt nhất là mọi người phun một cữ thôi đó. Rồi thì nó sẽ tròn tròn như mọi người, tròn lại khoảng tầm 80% là quá ok rồi. Rồi tiếp theo mọi người sẽ tỉa dần cho mình, thời điểm khoảng tầm 20 ngày mọi người sẽ tỉa dần cho mình những cái quả cuống nó nhỏ và những quả bị giật để dồn dinh dưỡng nó nuôi những cái quả to, và những quả nó trước sau nó cũng rụng, trước sau nó rụng đó. Cuống nhỏ là quả lớn lên nó sẽ không to được, nó nhỏ xíu luôn, nó rớt dần bi luôn, nó dưới 1 kg luôn thì giữ làm gì? Cắt bỏ. Thứ hai, méo không cắt bỏ nó tốn dinh dưỡng, sau này nó sẽ bị vấn đề là tự thải và nó hao dinh dưỡng. Thay vì dinh dưỡng 100% nó truyền cho 5 quả, nó lại đi neo vô 2 3 quả méo xệ, mà nó làm nó méo xệ mà làm, thứ nhất là làm mất cái mỹ quan, mất cái độ đẹp của vườn, mất độ đồng điệu của vườn. Thứ hai á là nó ảnh hưởng tới cái giá thành bán ra. Tại đương nhiên vô vườn mà tôi thấy vườn ông chủ cũng có đầu tư, ổng biết tỉa bỏ những cái quả xấu, ổng biết tập trung dinh dưỡng nuôi những quả đẹp, những quả lên gai đều cơm ngon này kia, thì dù có mua hơn 5 7 giá cũng cố gắng mà mua đó. Nhưng mà khi vô cái vườn á mà thấy tỷ lệ quả bao tử mà khoảng tầm 20% thôi là thôi, tôi em muốn đi về rồi đó. Giá nữa thì anh giảm giá nhưng mà em cũng không muốn mua luôn. Tại vì mọi người biết là em nhìn vấn đề là em muốn mua sân kinh của mình xuất tươi, chứ không phải em mua sân kinh gì em bán cơm chợ, em bán nội địa, em bán này kia. Nhưng mà thói quen của bà con mình là thích cái này nè, kệ nó. Bây giờ là quả to bán theo to, quả xấu bán theo xấu, giá nào cũng bán miễn được tiền là được đó. Nên khi đó mọi người để trái quá nhiều, giật cũng dự để mà méo cũng để mà đủ thứ câu chuyện cũng để, đôi khi bán cái quả đó ra không đủ tiền để mà bón phân nuôi nó nữa đó mọi người nha. Rồi tiếp theo, chống giật trái giai đoạn là đồ em đã nói rồi. Tiếp theo là khi mà nó quả nó bắt đầu nó chạy, nó xanh gai, thì mọi người tăng nước lên dần, mọi người đừng tăng cái ào. Mọi người tăng lên, ví dụ bây giờ á, khoảng sau 10 ngày, 13 ngày, 14 ngày là nó sẽ xanh gai rồi mọi người. Nếu mà theo quy trình của em 60% mà đi 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 12 và 18 cộng K38 á, thì nó khoảng 10 ngày là mọi người thấy là nguyên một dàn quả nó đã xanh hết rồi. Đó. Thì lúc đó mọi người tăng nước dần lên, để lúc đó nó hết rụng rồi mọi người. Nó sẽ hết rụng hoặc nó rụng sẽ rụng rất là ít.
Mọi người tăng nước làm gì? Tăng nước lên để tăng cái khả năng lưu chuyển dinh dưỡng về các cái cành để nuôi quả. Và lúc đó cái lượng nước mà cây nó càng rất là nhiều, tại vì nó càng lớn nó càng càng nhiều nước. Và mọi người, khi mà anh cung cấp không đủ là nó giật, nó méo, nó đủ thứ câu chuyện, nó méo, nó giật, nó hớp, nó đủ thứ. Nhưng mà anh chị em để ý là khi anh chị em tăng nước vào cái giai đoạn mà khoảng 15 ngày á, là anh là thấy quả nó tròn, nó to, nó bóng, nhìn nó như là cái quả trứng ngỗng, như quả trứng gà, nó tròn nhìn rất là thích mắt đi đó. Mà mọi người cứ tăng nước đều 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 đều, đều cho em tới thời thì thật sự thời điểm mà mọi người thấy lá của nó xanh bóng rồi, là quả nó phát triển đúng theo cái kỳ vọng, thì mọi người cứ giữ cái mức nước đó, mọi người cứ tưới. Và phân bón mọi người phải tăng theo cái độ lớn của cây nha, phân bón mọi người phải tăng theo độ lớn của quả chứ đó. Quả nó lớn tới đâu thì mình sẽ tăng dần theo tới đó. Và mọi người không tăng ngọt, nhưng người tăng từ từ cho em nha, không tăng ngọt. Thì lúc đó quả mình tỷ lệ quả tròn nó sẽ đạt, nhiều khi nó đạt khoảng 80% là chuyện bình thường, chuyện bình thường đó. Tại vì bây giờ tôi đủ dinh dưỡng, tôi đủ nước, tôi đủ mọi yếu tố để mà tôi phát triển, thì hà cớ gì tôi phải giật đó. Đó thì trời ơi, gọi cái vườn nhìn chán dữ vậy trời. Mọi người nha, đây nè, mọi người chống giật trái ở giai đoạn sau 20 ngày bằng những phương pháp nào? Tỉa bỏ những quả méo, tỉa bỏ những quả cuống, ưu tiên tỉa bớt những quả cuống nhỏ. Đứng nhỏ là ví dụ trong một cái chùm đó khoảng tầm 8 quả đi, nhưng mà có 2 quả 3 quả là cuống nhỏ xíu so với phần còn lại, thì mọi người nên tỉa bỏ đi. Thứ ba là mọi người tăng nước, tăng lượng nước tưới và tăng cái lượng phân bón lên cho em, tăng theo mức độ là mỗi lần tăng khoảng 10%. Khi nào mọi người thấy cảm thấy mà nó vừa ổn ổn định rồi thì mọi người cứ giữ cái mức đó mà mọi người bón nè. Rồi còn cái thứ thứ tư nữa là gì ta? Thứ tư nữa là mọi người ưu tiên để quả ở cành cấp 2. Mọi người hiểu cành cấp 2 và cành cấp 1 như thế nào không? Đó, thì nè. Cái cành cấp 1 là cái cành đâm thẳng từ cái thân ra. Dùng một cái thân thẳng lên thì cái cành đầu tiên trong thân đi ra ngoài là cành cấp 1. Rồi cái nhánh mà từ cái cành cấp 1 đi ra ngoài là cành cấp 2. Thì mọi người để ý là những cái quả nằm cành cấp 2 nó lớn rất là nhanh và rất là tròn. Còn có những cái quả ở nằm ở cành cấp 1 nó có xu hướng méo và phát triển không đẹp. Đó, đó là kinh nghiệm của em. Thì mọi người làm được bốn cái đó là mọi người sẽ rất là thoải mái trong vấn đề là không sợ trái nó méo. Không sợ trái nó méo. Tại vì mình đã vấn đề là mình đã tạo cho đủ học trong quá trình mình thụ phấn chéo rồi. Thụ phấn chéo rồi thì bây giờ vấn đề còn lại là do mình đi dinh dưỡng thôi, vấn mình cho mình chăm sóc thôi, chứ không có đổ lỗi là do phấn, do ông trời, do này do kia được. Đó. Nó đã nằm trên cây, nó đã chịu đậu rồi đó mọi người. Tiếp theo là cái vấn đề hạn chế đi đọt cho sầu riêng lúc mưa nè mọi người nghe. Hạn chế đi đọt cho sầu riêng lúc mưa thì bây giờ là những cơn mưa đầu mùa nó mang rất là nhiều đạm, rất nhiều đạm, thì một số vườn là giờ nó đi như rau muống. Mọi người nó đi như rau muống và họ bón 3 số 15 nó sớm quá đó, bây giờ dẫn đến vấn đề đạm nó tăng, nó dư thì nó sẽ đi đọt. Mà nó đi đọt một cái là khi mà đi đọt mà nó búng ra như là những đi được mũi kiếm rồi, thì mọi người nhìn lại những cái quả mình lúc đó là hỏi ôi, nhìn hết hết ra quả mua sinh kinh rồi, nó giật đủ, nó đủ cái tư thế hết trơn á. Thì làm sao để hạn chế đọt? Không muốn sao tỏi á. Hello anh Phúc, sao vườn mua cái này đẹp quá trời đẹp luôn. Và có nhiều vườn bây giờ là nó đi đúng đi như rau muống luôn, nhưng mà rau muống nó mới ra được khoảng đâu đó là gọi là mới được hột gạo mở ra mũi giáo, nó chưa có đi ra dài. Mọi người lúc đó mọi người dùng kali cao thì mọi người cũng hết kịp, có thật mọi người dùng kali cao là mọi người cũng không kịp so với tốc độ đi như vậy đó. Thì em sẽ có giải pháp cho mọi người. Một, mọi người dùng kali sunfat, kali trắng á,
và người pha cho em với nồng độ là 2 kg trên 2 trên 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 200 lít. Và cái này em đã hướng dẫn cho mọi người trước khi có những cơn mưa xảy ra rồi đó, mọi người tưới mọi gốc 10 lít cho em, sau mưa là đem tưới cho chạy không tưới gì, mọi người cứ nồng độ là 2 kg trên trên 1 phi người tưới. Thì mục đích là tưới tưới cái ly vô gì, nó hạn chế khả năng hút nước của rễ, thì lúc đó nước vào trong cây á, là nước trên lá mà nó ok. Sầu riêng mà để rễ có để nước tới đâu nó hút tới đó thôi, rễ nó vậy. Nhưng mà quýnh kali xuống là cây nó phản ứng là nó sẽ hút nước chậm liền, nó hạn chế khả năng rút nước liền. Thì trong thời gian đó nước nó lắng đi, hoặc là nó hấp thu chậm lại, thì ở trên mình sẽ phun cái phân bón lá với cái liều lượng là mọi người phun phủ đọt cho em là công thức chặn đọt như em đã nói, vừa là 7544 cộng LKB hoặc là K38 cộng với thằng combi. Anh đang trữ tỏi em đó mọi người thấy không. Thì vừa chặn rễ vừa chặn trên nhưng mà không ảnh hưởng tới quả, nhưng mà mọi người thấy rõ này, em chưa có làm vấn đề về ảnh hưởng tới sự phát triển của quả hết. Nhưng mà mọi người đụng anh Vin là có quả, cái đụng phát triển quả liền, mọi người đụng anh Vin là dính vấn đề phát triển của quả liền. Ừ. Mọi người cứ ứng dụng đi. Cái thằng kali trắng á, nó rất là hay, nó hay hơn cái thằng K38 ở chỗ là nó phát tác dụng tức thời. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm duy nhất là khi anh tưới cái kali trắng là nó đã có một cái sự tổn thương rễ nhất định. Và sau thời gian đó mọi người phải cần thời gian phục hồi. Và mọi người phải lúc đó cây nó sẽ cần khoảng 3 4 ngày nữa để hoặc là 4 5 ngày nó phục hồi. Thì ở trên mình sẽ sử dụng phân bón lá để mình cấp dưỡng cho quả. Và trời mưa thì nó cây nó sẽ hấp thụ được một cơ số đạm dinh dừa đạm đi qua lá rồi. Nên là mình không phải lo vấn đề là nó hút từ rễ lên trong một thời gian ngắn. Mọi người hiểu không? Đó. Rồi, mọi người cứ hỏi đi nha. 9:30 rồi, 10 phút nữa nha mọi người. Rồi một live like 1 tiếng nữa mọi người. Đó. Tao tiếng là mọi người mấy nay rồi cũng hơi hơi lo cho mọi người, nhưng mà giải pháp thì mùa mưa thì em đã có rồi mọi người, em đã có thì cứ tới mà triển khai thôi, mọi người không phải lo mà. Ừ, bây giờ năm nay là mưa dầm mưa về là sượng là hư là như năm rồi. K38 tỷ lệ nếu mà pha K38 mà chặn chặn đọt ha, rồi chặn đọt đi thì phun pha một tỷ lệ 1:300 hoặc tới 1:400 nha. Cái lá sầu riêng mua sang kinh thì nó sẽ tương đối mỏng, nên là mọi người cố gắng pha cái liều lượng 1:400 cho em. Rồi nếu mà nó đi rau muống mà dạng nó muốn dữ dội quá thì về 300. Combi thì cái một gói thôi. Ừ. Thì gì như thế này, phun là phun đọt phun ngọn nha, không phun vô lá già nha mọi người, không phun lá chân nha, phun lá già lá chân nó rớt đó. Tại vì cái hàm lượng kali cao, nó quýnh một phát vô là nó rớt lá liền, rớt lá kia là mọi người xà vô đọt được, mọi người đừng có phun vô lá chân nha. Thì mình như mình đã nói từ cái lúc mình chỉ cho anh em, hướng dẫn cho anh em vấn đề về thụ phấn chéo, thì mình xác định là anh em làm là xác định năm nay là Đắk Lắk với Gia Lai con tôm là trúng mua sân kinh, không nói không, mình khẳng định luôn trúng mua sân kinh. Mẫu của Đắk Lắk với Gia Lai với con tôm này cực kỳ đẹp, rất đẹp luôn mọi người. Và anh em thứ nhất là họ 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 làm họ có cái vấn đề họ tiếp cận thông tin nhanh, thứ hai là họ chịu khó làm đó, và thứ ba nữa là cái tốc độ về về cập nhật thông tin á, tức là khi mình live stream mình nói rồi bữa sau là mọi người cập nhật rất là nhanh, mọi người triển khai là mọi người gửi hình cho mình rất là vui, và hầu như những cái vườn đó phản hồi về đều đạt hết, rất đạt. Như vườn anh Phúc là khi mà mình nói về tổ phân chéo là bữa sau anh Phúc anh lấy cái chổi anh thủ phân chéo rồi đó. Và đa số các vườn thủ phân chéo đều đẹp hết, nhưng mà có một số vườn thủ phân chéo xong hết biết làm gì, hết biết đi phân như thế nào, đi thuốc ra sao cho nó chạy giá nhanh, cho nó đậu, cho nó giữ được quả trên cây trong cái điều kiện mình đợt rồi nắng nắng cực đoan á, thì dính đòn rớt rớt. Ừ. Nên khi em tư live stream đó mọi người là thụ phấn chéo nó quyết định được của anh là khoảng 50% 60% thôi, nó không quyết định được tất cả, nó không quyết định được tất cả. Cho nhiều người rất là chủ quan, tôi thụ phấn chéo thấy nó lên nó chạy xanh xanh quá ngon lành là chuyến này trúng rồi, không có đâu, không có đâu, rớt rớt dã man luôn.
Thật sự bây giờ em nói thật luôn, em cần số lượng sầu riêng vô sinh kinh rất là lớn, nhưng mà em tìm cái quả để đủ tiêu chuẩn mà cho em xuất khẩu hiện tại là chưa, và em đang rất là trông chờ cái mùa vụ của Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai. Đó là Gia Lai, Kon Tum, rất là trông chờ luôn. Mọi người cố gắng, mọi người chăm cây gió đẹp cho nó chuẩn cho em sẽ cố gắng, em sẽ thu mua cho mọi người với giá tốt nhất có thể. Còn bây giờ thật sự khi em đi một vòng á, Bình Phước, miền Tây là xong đi, miền Tây là xong đi, Bình Phước nè, Tây Ninh, Tây Ninh có một số vườn rất đẹp nhưng mà số lượng ít lắm. Gia Lai nè, ủa không lại Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai và Đạ Hoai, thì cái vườn tỷ tỷ cái số lượng vườn quả đẹp nó rất là thấp nha mọi người. Một số người họ rất là bảo thủ luôn, nói thật mình em làm biếng để tư vấn cho họ, một khi vô là họ múa không là em không muốn tư vấn được, tại vì họ nghĩ cái vườn cây của họ là đang rất là đẹp, rất là tốt rồi, vườn nó như vậy đạt rồi, nhưng mà bản chất nó chưa có đạt, nó méo, nó mó. Họ điểm học mọi người, phải mua sinh kinh mà bắt ba học không bắt được đâu, mua sinh kinh là phải bốn học rưỡi luôn nó mới đạt, tại vì mua sinh kinh là quả tròn, nó đầy đủ học. Anh làm mà bị giật một học tức là anh đã trong quá trình anh làm việc là anh đã có sai rồi, anh đã có sai sót trong đó rồi. Thử lấy phấn lấy thon chưa anh ơi, nhà mình lại không có Thái. Dạ anh, lấy thon thì theo một số anh em thì nói là thủ rất là tốt, nhưng mà em chưa làm nên em cũng đang chờ kết quả. Anh Phúc có thử thử phấn phấn lấy thon cho anh Phúc, anh Phúc trả lời anh Thái giúp em cái. Thì theo em nghĩ thì phấn lấy thon cũng cũng khá là được đó, nhưng mà em thấy như thế này, bản chất thằng sầu riêng Thái á, thì nó là hạt lép, mua sen kinh là hạt lép, thì cái phấn Thái thụ mua sen kinh nó sẽ khá ổn vấn đề gen. Còn khi lấy phấn lấy thon thụ qua mua sen kinh á, có thể nó sẽ đậu, nhưng mà em nghĩ nó sẽ học nó sẽ to, học nó sẽ to nha anh. Và em nói thật luôn, em đang rất là kỳ vọng thằng này, kỳ vọng này đề bốn. D24 tại vì D24 nó mang tính trạng gần như là giống với mua sinh kinh luôn của 197 luôn, và tỷ lệ đậu quả nó khá tốt, quả nó rất là đẹp, quả tròn mang gen y chang luôn, chỉ có cơm của nó thì một số người nói nó đắng, nó không bằng mua sinh kinh, nhưng mà theo em ăn tại sao là nó ngon quá mọi người, nó ngon quá, nó ngon quá. Cái màu cơm nó sẽ không bằng mua sinh kinh này, nó không đậm bằng mua sinh kinh này, nhưng mà nó dẻo, nó hạt lép, nó quả nó tròn gai, nó đẹp. Mọi người nhìn hai quả mua sinh kinh 197 với D24 là mọi người nhìn thấy, mọi người phân biệt được à. Mai chụp tấm hình cho mọi người một quả D24 với quả D197 cho 10 coi. Đó. Thì nó thú thật là em đã chuẩn bị khoảng 300 cây em trồng rồi mọi người. Mọi người có muốn trồng thử hoặc mua thì mọi người cứ nhắn em sẽ chia lại cho mọi người. Đó. Còn em thì mục đích là em sẽ trồng để em thu phấn chéo cho mua sinh kinh, chắc chắn em sẽ thụ và em biết nó sẽ có những cái ưu điểm như thế nào, tại vì em đã đi những cái vườn mà có mua sinh kinh với những cái mua sinh kinh kế bên cây D24 rồi, rất đẹp, rất đẹp. Nhưng mà em đang test vấn đề là thằng D24 này có khi mà thụ với 197 nó có khắc phục được một số cái nhược điểm về chất lượng quả sau thu hoạch không, đó em đang nghiên cứu cái đó. Và kết quả sớm thôi mọi người, xong vụ này còn mấy bữa nay em cắt khoảng tầm đang mưa nó chắc khoảng 3 ngày nữa mới cắt nữa, thì khoảng tầm 7 8 ngày nữa là em cắt hết vườn đó rồi, thì chắc chắn em sẽ test được cái chất lượng D24 như thế nào, chất lượng D197, những cái cây D197 sát D24 thì chất lượng quả như thế nào đó. Chính anh chủ vườn anh còn không biết cái giống đó là giống mua sinh kinh D24. Bữa đó anh bạn Malaysia bay qua vô vườn đó thì kiểm tra, để em nói hỏi phải là đi trên 24, thì nó là ok đó, đi 24 tức là D24 à. Mọi người bắt đầu, mọi người cứ hỏi nha, em sẽ dành 15 phút để em trả lời tất cả câu hỏi của mọi người xoay quanh cái vấn đề mua sinh kinh đó, và mọi người ở đâu, em đã găng ghim ghim cái contact, cái số điện thoại của những anh kỹ thuật mà em cực kỳ tin tưởng, và đó là khuôn mặt đại diện của em ở tại cái tỉnh thành. Mọi người cứ liên hệ
anh sẽ họ sẽ tư vấn cho mọi người đó, tận tình giống như em tư vấn cho mọi người thôi, thậm chí là tận tình hơn nữa, tại vì em không có thời gian nhiều, họ thì họ sẽ có thời gian nhiều và họ họ dành nhiều thời gian cho vườn hơn hơn em. Em vô trễ, anh đừng xóa video để em xem lại, đi dinh dưỡng giai đoạn khoảng 40 ngày nha. Ok, không xóa đâu, video chứ không xóa đâu nha. Đợt sau ghé leo vào ngôi nhà chung nhé. Ok, chị Trung ơi, đợt sau chắc tầm tháng nữa em sẽ 20 ngày nữa em sẽ đi rảo lại những cái khu vực ở trên Đắk Lắk. D24, D và D27. D197 nha anh Minh ơi. Minh ơi chứ không phải là D27 nha. Cái D24 và D197 nó sẽ như thế này. Tức là D24 nó sẽ trồng từ cái độ cao từ 600 m trở xuống so với mực nước biển. Và D24 nó sẽ có màu ngà vàng. Gai nó rất là nhỏ, ra nhỏ hơn Ngô Sơn Kinh rất là nhiều. Quả nó tròn, hình hình bầu dục nó giống giống như cái quả mình có gửi hình cho mọi người, để một lát mình sẽ re-up lại lên Facebook cho mọi người coi. Thì Ngô Sơn Kinh nó sẽ trồng từ độ cao độ 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 cao từ 600 m tới 1.000 1.000 1.200 m so với mực biển. Ở Ngô Sơn Kinh quả nó xanh hơn. Còn về về lá, về cây, về thân nó đều giống nhau hết. Mình trồng tỷ lệ 1 Black 8 u. Như vậy có hợp lý chưa anh? Ủa 1 Black 8 u rồi rồi còn 10 là anh bỏ đâu? Anh chồng em chỉ anh em nè. Em đã tư vấn cho nhiều anh em mà đang triển khai. Anh chồng cho em, nếu mà anh yêu ngu sân kinh á thì anh chồng á là 1 Black, 1 Dona, 1 Thái á là 8 u là ok. Rồi, cứ 4 4 mu thì anh sẽ sang một hàng Black và một hàng Black trong đó, một Black với Thái trong đó, nó là nửa phân nửa là Black, phân nửa là Thái. Thì khi đó công nhân sau này nó cũng hộ web phấn, anh đi web phấn nó còn dễ hơn. Dễ hơn. Nhưng mà anh sẽ bố trí cái bé tưới cục bộ á là nó sẽ khác nhau. Anh có thể kiểm soát được. Tại vì bản chất á, khi anh thu mua sân kinh phải cắt nước. Nhưng mà là Thái á, thì nó sẽ không, lúc đó là nó đang còn phát trái. Nó đang còn lớn. Đang lớn thì anh phải phá cái van của mua sinh kinh lợi, nhưng mà anh phải mở cái van của thằng 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 Thái qua ra đó, nên anh phải setup là cái van chủ của những cái hàng sầu riêng thì anh sẽ kiểm soát được. 8 mu quay quanh một cây đất thon hả? Cũng được anh, được á, anh làm được, nhưng mà anh phải có một cái van phá nha, cái van phá phá riêng cho cái lúc đó anh được phá van hơi mệt đó, tại vì lúc mua sinh kinh và đất thon nó sẽ thu chậm hơn mua sinh kinh. Mà thời điểm mà anh thu hoạch mua sinh kinh thì Black Thorn nó còn lớn, mà anh ngắt nước phát mòn là Black nó bị vấn đề liền, nó đứng luôn, nó không lớn nữa thì là mệt lắm đó. Nên là anh phải trồng theo hàng, cái đường vòng quay quanh, giống như anh Sammy ở Yali đó, anh vứt một hàng mua sinh kinh rồi một hàng Thái xen nhau xen nhau xen nhau, bây giờ quả của anh nó tròn như 10 trái như 10. Phải đi lặt bớt, có chùm đậu 34 trái, một chùm mua sinh kinh mà đậu 34 trái, lát em gửi lên dấu cho mọi người coi xong phát Yali đó mọi người. Đó, một người anh là mê mua sen kinh. Đó. Rồi mọi người cứ hỏi đi nha mọi người. 10 giờ là em sẽ ngưng nha. 10 giờ em sẽ ngưng, còn 18 phút nữa. Tại vì em live stream, thường em sẽ live stream buổi 8 giờ, 8 giờ rưỡi cho mọi người, lúc đó mọi người nghỉ ngơi thì mọi người có thể cầm điện thoại mọi người check. Công việc này kia đồ còn sớm quá, nhiều khi đang ăn uống này kia. Hả? Rồi đến đó vấn đề nữa về ai hỏi có D4 này có tiêu rồi. Anh có giống D4 không? Có Thi ơi, anh đang làm khoảng 250 cây. Đó, mọi người có mua thì mọi người nhắn cho anh để anh ghép thêm nha. Ghép thêm, tại bán thật sự cái này là bán luôn đó, tại vì thấy D24 nó cơm như thế này nè mọi người. Rồi đó là mình cũng muốn là trồng nó để thụ phấn chéo, để thụ phấn chéo cho mua sen kinh đó, cơm rất là cơm đạt lắm. Trùng quế giai đoạn nào thì bỏ em, của anh bỏ được rồi, mai nói anh Nam á, mọi người gom đi báo số lượng cho em đi, em trả lên cho. Tại bỏ được rồi, của anh lớn rồi mà, bữa nay hai mấy ngày là bỏ được rồi, bỏ gì đợt đó đi cho rễ nó phát triển tốt lại ăn cái đó, bắt đầu mình đi phân cho nó hấp thụ tốt. Trùng quế anh bón được hai giai đoạn, có thể anh bón giai đoạn nó kéo đọt, anh chỉ làm mu thôi à.
Thật ra là anh cái Thái với cái Ri nó đã dễ rồi, nó dễ hơn Mu rất là nhiều tiếng. Thì khi mà mình tư vấn mua sân kinh á, có những vườn Thái này kia họ cần tư vấn thì mình cũng hỗ trợ luôn. Còn nhiều vườn họ có kinh nghiệm rồi thôi, mình cũng không có xen vào, tại mình không có thích tranh cãi nhiều. Nhiều khi vườn họ biết, họ am hiểu, họ làm này kia. Không, cái nè đây 24 nè, một xớt luôn nè, cơm nè đó. Mình thôi chịu bất ngờ luôn, mình nghe đồn đây 24 nó bị đắng, nó bị nhẵn, nó bị như này kia, nhưng mà đây nè, đây 24 nè, vàng mướt rượt bóng ngời nè đó, và nó rất là ngọt, nó ngọt dữ lắm luôn á. Và quả này là chắc cắt mới có 7 tuổi, 8 mà chỉ chưa được 8 tuổi nữa. Thì nghe nói, nhưng mà thật sự ở Việt Nam thì mình cũng chưa nghe anh em nào ăn được D24 và review hết. Mình là người đầu tiên ăn, mình đầu tiên ăn D24, và theo mình biết nha, thì mình biết thôi chứ không phải là những người ăn trước họ cũng đã ăn rồi mà họ chưa có review. Thì mình bắt đầu mình review được thằng này. Giờ bắt đầu trồng mu nhưng ngại vụ sườn quá. Nói sao dễ hiểu ta. Hồi chiều em có ngồi với anh Tùng. Anh Tùng mà có một vườn ở ở Bù Đăng. Thì anh mới hỏi mình là bây giờ chán quá, mua sân kinh chán quá, bây giờ sượng nó bị này bị kia. Nhưng mà mọi người nên nhớ, vì sao mua sân kinh ở Malaysia nó có giá, mà giá rất là cao. Tại vì cây của họ 8 năm mới khai thác. Thì cái thời gian từ năm thứ tư, năm thứ tám họ không khai thác. Họ để cho cây, họ phát triển cho cây nó già, nó đủ lực, nó đủ cái vấn đề về 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 về, tố chất để mà có thể vào giai đoạn kinh doanh. Còn ở Việt Nam mình mới 4 năm, 3 năm, 36 tháng là mình muốn bứt thử rồi. Thì đương nhiên anh làm số mà người ta 50% thì cái rủi ro nó phải có. Rồi phải có. Còn anh nói là bây giờ là giai đoạn này là Thái Thái 3 năm có thể làm trái, Ri 3 năm có thể làm trái. Ok, cái đó là em đồng ý. Nhưng em nói anh, nói mọi người luôn, cái gì nó dễ dàng quá thì chắc chắn trong tương lai nó sẽ gặp nhiều vấn đề đó mọi người. Như Thái với mua Thái với Ri hiện tại nó sập một phát một là lỗ mười mấy 20 tỷ như chơi. Đó mọi người thấy không? Giá trong vòng 7 ngày một tuần nó sập từ 210, nó sập xuống còn Lona đó, sập 210 nó sập xuống còn có 90, 80. Còn hiện tại có dấu hiệu sập nữa. Đó, có dấu hiệu sập nữa. Thì đương nhiên bây giờ là ông Campuchia không có Lona, có Thái đó, Mon Thong đó, Mon Thong bản chất giống Mon Thong nè. Ông Việt Nam ông cũng có. Rồi ông Lào cũng có. Rồi quay qua bên kia ông Philippines ông cũng có, quay qua bên kia ông Indonesia ông cũng có. Thì năm sáu ông đè bán cho Trung Quốc thì đương nhiên ổng phải là giá nó phải hạ rồi, cầu cung nhiều hơn cầu thì đương nhiên giá nó phải hạ. Nhưng mà mua sân kinh hiện tại là mình đã nói với mọi người, Thái Lan làm chưa đạt, Malaysia mắc mùa 40%, Lào và Campuchia mới trồng và quả thì khả năng là có nhưng mà sản lượng chưa nhiều. Việt Nam mình nắm trong tay là một cái cơ số cây 5 6 năm tuổi rất là nhiều. Thì tại sao mình không gồng, tại cái sầu riêng là một cuộc chơi dài hạn, 1 2 năm đó là chuyện bình thường, mọi người làm, mọi người kỹ càng, mọi người tập trung, mọi người chăm sóc nó, mọi người cố gắng nghe theo lời của kỹ thuật mà có chuyên môn, có kinh nghiệm tư vấn. Thì lúc đó mọi người thất bại, mọi người xách cái dao, mọi người đốn, mọi người đổ thừa cho mình cũng chịu thật sự đó. Cái đó mình nói với mọi người, mà khi mà kỹ thuật mình tư vấn cái vườn đó mà thất bại là mình chịu nhiệm, mình dám nói với mọi người vậy. Nhưng mà có một số anh chị em là họ rất là kiểu như là nghi ngờ, gọi là nghi ngờ đó, thì họ cứ làm cà rỡn, nghe thì nghe đó nhưng làm thì không làm, thì dẫn đến khi có kết quả rồi những cái vườn họ làm theo đạt, họ không đạt họ tức quá, họ không biết xả đâu, cái đầu họ họ cũng theo phe bài xích luôn, mình cũng rất là buồn.
mình chỉ thì không nghe nhưng mà làm không đạt á, thì quay qua là nói mua xin kinh thế này, nó mua xin kinh thế kia, nó mua kinh thế nọ. Ừ. Trời ơi giờ này thầy bá tôi mới xuất hiện à, giờ này đang ngoài vườn vô à. Đó. À thì mọi người phải hiểu là thật sự em không nói là mình ơn em, nhưng mà ở Việt Nam cũng có rất là nhiều người họ tâm huyết và họ ngày đêm họ làm, họ chăm sóc mua sinh kinh sao cho nó đạt, họ nghe ngóng tình hình đó, họ nghe ngóng những cái thông tin về kỹ thuật để họ làm cho tốt đó, họ sẵn sàng họ hạ mình, họ không phải hạ mình mà họ hạ cái tôi xuống để họ học hỏi. Giống như bây giờ bữa đó anh mới nói, thật sự có một cái bạn comment vào một cái bài trên Facebook đó là mua sen kinh là không cần phải thủ phấn, thủ phấn làm gì, trước khi xạ nhị là anh phải chăm bông thiệt tốt, rồi sau xạ nhị là anh chỉ cần phun chỉnh trái là quả nó tròn đẹp. Em mới hỏi là anh đã trồng mua sen kinh chưa, anh đã làm kỹ thuật chưa, thì ảnh mới nói với mình đó là ảnh nói bên anh kia, nhưng mà ảnh giống nhất khéo mình đó. Tôi là tôi chả biết gì, nhưng mà tôi là đi tư vấn cho bà con, tôi có một công ty phân bón nhỏ và tôi có 10 hectare sầu riêng đó, là mặc nhiên là tôi biết làm. Không đúng, không đúng, thì mình phản bác của bạn ấy rõ ràng là thứ nhất với mua sinh kinh tại Việt Nam kinh nghiệm của anh là một ưu thế, nhưng không phải là quyết định được cái mua sinh kinh anh chọn, anh biết làm sầu riêng mua sinh kinh đó. Thứ hai là anh tư vấn cho bà con đang tư vấn sai, anh có 10 năm kinh nghiệm mà anh tư vấn như vậy là anh tư vấn sai đó. Thứ ba nữa là 10 hecta của anh so với những cái đối tác của tôi tại Việt Nam đó là con muỗi, 10 hecta một 1.000 cây chứ, anh nói 1.000 cây bây giờ sao mà quét phấn nổi, 30 40 cây thì quét được, 1.000 cây sao quét nổi. Mà nói bây giờ một anh có thấy là 180 hecta quét phấn chưa, mình gửi video lên coi liền lặn mất tiêu luôn, lặn mất tiêu luôn. Còn vấn đề về 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 về, về kinh nghiệm á, có những chú những bác 20 năm kinh nghiệm sầu riêng họ vẫn gọi cho mình nói anh ơi bây giờ chú đang làm như thế này nhưng mà chú gặp vấn đề mua sân kinh là chú thấy nó chưa có ok lắm, con giúp chú, ok con giúp chú, con hướng dẫn cho chú là con phát hiện được cái này là chú nó làm ra như thế thì nó sẽ quả nó sẽ ok, thì chú ứng dụng liền, chú không có đặt cái to cá nhân lên, chú sẵn sàng chú gọi cho mình để mình để hỏi mình về vấn đề mua sân kinh làm như nào. Còn ông tôi ông mới biết ba cọc ba đồng ông vô ông thậm chí ông chưa đứng được kỹ thuật, chưa biết quả mua sinh kinh thế nào mà dám đi tư vấn cho bà con đó. Mà mình nói câu chuyện này rất là nhiều nghe, bữa trước mình đăng bài mình rất là cự luôn là mua sinh kinh, những vườn mua sinh kinh bây giờ là một miếng mồi mồi ngon cho những cái tay bán phân thuốc và những công ty phân thuốc. Vì sao mình nói như vậy, mấy ông múa không à, lên vườn múa múa bán vật tư cho đã xong không đạt quất ngựa tri phong có gì không đó, mà mình rất là cay đắng vấn đề đó. Những cái vườn rất là lớn họ gọi cho mình, thật sự mình không có thời gian để mình hỗ trợ họ, mình hỗ trợ online mấy ông này vô chọt xong đem phân thuốc bán một đống cho chổng xong rồi làm đâu được, rồi đầu lặng im quất ngựa chi phong đó. Mình nói thật luôn rất là bực, rất là bực. Mà những vườn lớn và vườn nhỏ mọi người, những vườn đó là mình ước lượng năng suất để mình xuất khẩu đó, mà múa làm sao vô chém gió sao mà mấy ảnh là tin luôn theo luôn cùng theo không ra gì chết kèm lum la luôn. Mình có khoảng 1.000 trái được một tháng rồi, mình ở Cà Đông Nô Đắk Nông, bạn có mua không, ngày mới có tháng mua gì anh, chừng nào mà tới thu đi, bây giờ em cũng chưa có tại vì em không có tư vấn cái thực cho vườn anh, em không có biết vườn anh làm như thế nào kiểm soát ra sao, thì em cũng đâu cũng bây giờ nó sẽ dựa vào cái vấn đề là lúc tới thu hoạch vườn anh nó như thế nào thì lúc đó mới ngồi nói chuyện được là giá cả có mua hay không, có giá như thế nào nó mới ngồi nói chuyện được. Còn bây giờ em trong giá chưa hứa với anh được điều gì tại vì em không có tư vấn cho anh ha. Còn những vườn em cho cái thực tư vấn là em chắc chắn em sẽ mua lại thì hiện tại là em không có hàng để mà đủ nơi hàng bán thật mọi người á. Em bạn em kêu em là bây giờ nó cần 10.000 tấn mình xin nghe, và Việt Nam lấy đâu 10.000 tấn bây giờ, trong khi á là những cái vườn lớn vườn to mấy ông tôi vô chém tùm lum tà la bây giờ nó rụng sạch hết. Ừ. Mà lắm mọi người, lúc mà làm không được á ông nào cũng né mua kinh ra hết trơn á, thì bắt đầu họ thấy mình á, là đi vòng vòng để chạy để hỗ trợ cho những cái vườn đó, giờ họ vô họ chọt họ đẩy mình ra họ giành họ làm
dành làm đã xong giờ vườn rụng hết trơn của người ta. Mà lúc đó mình mà còn ở lại mình tư vấn là mình không rút là sau này mình sẽ bị đòi đổ thừa là do ân như này kia mà, và chấp nhận câu chuyện thôi. Đó là một bài học, mình chả mất mát gì nhưng mà mình thấy bà con mắt mình rất là bực, rất là bực. Nó làm giảm cái sự tin tưởng của bà con, kỳ vọng bà con vào cái sầu riêng mua sen kinh. Vườn son bữa nay xanh chảnh hết trơn, đẹp quá son ơi. Son Ngọc Tháp mọi người vừa vừa mua sen kinh thì đợt rồi nó cũng bị rụng một cơ số kha khá đó, do là cũng thứ nhất nắng nóng, thứ hai là chưa có kiểm soát tốt. Bây giờ là một số quả cẩu sao chạy rất là đẹp mọi người. Mọi người cứ hỏi cho mọi người, em thì em ngồi em trao đổi với mọi người cho tới gần 10 giờ thôi đó. Thì mọi người có muốn hỏi gì mọi người cứ hỏi, còn số kỹ thuật của em là em đã ghi đó sẵn rồi. Mọi người nếu mọi người gọi gọi không được thì mọi người gọi cho Lon nha em. Ở hàng quán này kia mọi người gọi cho Lon, rồi mua K38, mua booster, đặt hàng mấy cái dòng mới về mình chưa có mà có mình sẽ đăng lên, thì mọi người cứ gọi cho Lon để mua. Thì một số anh em cũng nói là ăn bây giờ á, em nhắm em coi cái nào mà chuẩn á, phân bón này kia chuẩn, em cứ đem về đi, tụi anh sẽ nhất nhất theo em hết. Tại vì anh làm, em đã tư vấn cho anh là em mua 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 sầu riêng của vườn anh lại rồi, thì chắc chắn anh sẽ theo em vấn đề về phân bón, em chỉ định gì anh dùng cái đó, em bán cái gì anh xài cái đó đó. Thì em nói bây giờ hiện tại em có những cái đó và em chưa có những cái gì, em chỉ cho anh ra ngoài đại lý anh mua và anh chọn những dòng tốt giúp em, em tốt với em, mà trước khi anh sử dụng anh chụp hình cho em cái. Ừ, nó vừa chụp hình cho em cái, bữa nay mình rất là bực. Mình mua một cái vườn mua sen kinh khoảng mấy trăm ký ở ngoài Đồng Nai thì mình đặt cọc tiền xong đó, ảnh không biết sao ảnh làm gì, ảnh đè ảnh bón kali trắng mà anh chơi anh bón trực tiếp, mà trong khi quả anh đang thu anh không gọi bên tiếng nào, quất xuống sượng luôn, sượng trắng sóc cây mà trái đang thu mà bón kali trắng sóc cây sượng trắng luôn, kali trắng đó. Anh nói bây giờ là tôi bán cho anh là tôi bán quả trên cây, tôi đâu biết, là đâu cần biết anh, là tôi đâu có bao ăn cho anh không bao ăn cho anh, nhưng mà tôi khi tôi đặt cọc cái vườn anh tức là quả trên cây là của tôi rồi, thì anh muốn tác động vô cái vườn đó như thế nào anh phải gọi hỏi tôi một tiếng chứ đó. Bây giờ anh bán cho tôi mà anh đè anh bón cái ly trắng nó sượng hết vườn, anh tự làm anh không hỏi ý kiến tôi tiếng nào hết, bây giờ anh bắt tôi mua hết cái đống đó, rồi sau đó là còn thêm 15 tấn cổ thứ hai nữa. Rồi bây giờ nếu mà anh làm vậy tôi sẵn sàng tôi bỏ cọc, nhưng mà tôi nói thật, tôi nói một câu một là cái vườn anh không ai dám mua luôn đó. Mấy anh nông dân họ làm tự, mấy anh làm tự tiện quá, mấy anh làm mình không thể nào mình hiểu nổi luôn, là cơ số nào mà anh đi bón, cái thằng đại lý nào tư vấn cho anh mà bón cây ly trắng mà bón trực tiếp vào vào cây như thế trong thời điểm mà cây nó đang trái cái sắp thu hoạch. Anh muốn lên cơm là anh pha nước tưới, anh pha nước tưới lên cơm là cây hấp thụ nhanh. Anh này anh bón trực tiếp một góc bón nửa ký, không biết ông đại lý nào chơi cái kiểu đó, em cũng thua luôn. Sượng hết trơn luôn mọi người, sơn sượng sạch luôn, vậy đây là sượng hết trơn luôn. Đó. Thì hỏi sao mà không nản? Em nói cây ly trắng quýnh cái đó mà tới ri với thái nó còn sượng, nếu thật chứ huống gì mua sân kinh. Đó. Nên là mọi người chú ý nè, thứ nhất mọi người bán mua sân kinh bất cứ cho ai cũng vậy, phải cố gắng cho cái quả nó ngon, nó có chất lượng. Thì năm nay mọi người bán được 100 ngàn, năm sau mọi người bán 110 người ta cũng vẫn mua, người ta biết cái uy tín thương hiệu của vườn của mọi người rồi. Cái thứ hai á là sau khi cắt cái dao đầu tiên mọi người cố gắng mọi người ngắt nước đi, mọi người đừng có tưới nước đó. Trước khi cắt ví dụ như cây dao đầu tiên em cắt xong nè thì mọi người có thể dốc được một hai cữ nước cho nó, tại 4 5 ngày, 5 ngày sau mới cắt lại dao thứ hai thì mọi người nhấp một hai cữ nước thôi, là 3 ngày sau tiếp tục cắt thì mọi người đừng tưới nữa, rồi tiếp tục cắt xong mọi người nhấp nước được một một hai ngày thôi là mọi người dừng, là 4 5 3 4 ngày sau làm cắt nữa đó thì nó mới ok. Còn mọi người vô nước là nó bị dưng nước liền, nó bị sọc đen liền luôn đó. Mọi người tiếc vườn em cũng tiếc đó, nhưng mà mọi người làm vậy là chết cái ông bán hàng, em xuất hàng ở bển mà nó phát hiện trong chổng nó sượng nó bọng tà le là chết em luôn. Tại vì em để một số vườn mua sen kinh dao đầu rất là ngon nha, nhưng mà khi cắt xong á là mọi người tưới nước, mọi người đè tưới nước là thứ nhất trong quả nó sẽ tăng nước lên, là khi nó tăng cái khả năng bị dư nước, nó bị sọc đen á,
Thứ hai là trong quá trình xuất khẩu quả nó sẽ bị hư, nó bị thối, nó bị nhũng, nó đủ thứ câu chuyện trong đó nha mọi người. Đó mọi người hiểu nè, khi bán vườn sầu riêng mọi người muốn bón, muốn xài cái gì cho vườn, mọi người phải hỏi ý kiến của cái người mà mua vườn là anh ơi em món cái này, em ơi anh muốn món cái này được không, không được thì có cái cách nào bón cho nó đẹp không. Đó cái thứ hai là mọi người chế độ nước, mọi người tưới thì mọi người phải hiểu là sau khi cắt mọi người có thể chấp nhẹ, tức là sáng đó tôi cắt sầu riêng thì chiều mọi người tưới nhẹ cái rồi xong, tới giao sau cắt xong mọi người có thể tưới nhẹ, nhưng mà trước khi cắt bốn ngày mọi người không đừng tưới nước, mọi người tưới nước là banh tà lông hết luôn. Ừ, tà lông hết luôn, chết người ta luôn đó. Tại vì không phải là mọi người cố ý mà là mệt lắm á, vậy lúc thu mùa mưa không tưới cũng mưa thì sao, trời mưa đâu có ai thu hoạch đâu thức, bây giờ ri với thái mưa cũng đâu ai thu hoạch, tức là hết mưa 3 ngày thì người ta sẽ cắt, là ngớt mưa xong là nắng khoảng 3 ngày người ta sẽ cắt, thì ở trên Đắk Lắk nó sẽ theo cổ á, người ta sẽ canh cổ người ta cắt đó. Chứ bây giờ đâu có ai cắt sầu riêng trong mưa đâu. Ừ, người hiểu hiểu không đó, người ta sẽ canh cổ, người ta sẽ gian, người ta cắt, người ta có cách hết á đó. Đó nhưng mà em đừng có tưới, đừng có tưới cái đó, tưới có là chết chết chắc. Ok mọi người, nếu mà mọi người không có câu hỏi gì thì em xin tạm biệt mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, thì mọi người cho mình một like và một chia sẻ về vấn đề này để cho những cái vừa mua sân kinh họ tiếp cận được, người có trái trên vườn họ tiếp cận được, họ ứng dụng và hiệu quả rồi á, là một cái cộng đồng mua sân kinh mình nó phát triển theo chiều hướng là tích cực hơn, chứ đừng có giấu giấu giếm giếm đó. Thì khi đó em nói thật, khi đó ví dụ một vùng nào đó mà mua sân kinh nó phát triển đều với nhau, em lên em mua những khu vực đó có số lượng, em cũng gắng cố gắng em tăng giá hoặc là em mua giá tốt cho mọi người trong các vườn nhà mình tư vấn có tưới phân bón ngoài hệ thống tưới nhiều không anh. Đa số bây giờ là xu hướng là phân bón phân tưới nhiều đó anh, tại vì bản chất là phân tưới nó sẽ đỡ tốn công, thứ hai á là là nó sẽ ổn ổn định hơn, tại vì khi anh tưới xuống cây nó càng như nó hấp điện, nó không bị sốc, không bị này kia nhiều. Còn nhược điểm của nó là tưới là thường thường là nó qua rồi dạo rồi nó thôi, nó sẽ bị rửa trôi nhiều, còn phân bón viên thì nó sẽ tan từ từ. Giờ này còn ở Hậu Giang nè đó, ở đó thì anh cố gắng anh giúp bà con đi, bà con mang ơn anh nhiều đó. Anh Đoàn thấy mọi người thấy anh Đoàn nhiệt tình lắm, anh Đoàn giờ còn đang Hậu Giang kìa, nhà thì ở bên Vĩnh Long mà giờ đang còn đang Hậu Giang á. Thôi tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người nhiều sức khỏe nè, cần vấn đề gì tư vấn mọi người gọi cho những cái anh kỹ thuật, và cần thiết mọi người gọi trực tiếp cho mình nha, mọi người gọi trực tiếp cho mình cũng được, thì gấp quá thì mọi người gọi cho mình, còn 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 nếu mà trong trường hợp liên hệ những anh kia không được đó thì mình sẽ chỉ sẽ nhờ những anh bạn đó là tới tới trực tiếp vườn để hỗ trợ cho mọi người. Ok tạm biệt mọi người, chúc mọi người sức khỏe và hẹn một lần live stream tới với nhiều sự phấn khởi và những vườn mua sen canh rất là đẹp được khoe trong vườn nha mọi người. Chút xíu nữa em sẽ post cái link nhóm Zalo của mua sen canh, thì mọi người vào thì mọi người cố gắng mọi người trả lời những câu hỏi của em trong đó nha, tại vì chị nhóm đó là những anh em trồng sầu riêng, không có bán phân bón, không có bán cây, không buôn bán trong đó trơn á, chia sẻ kỹ thuật và chia sẻ những cái thành công và mua sinh kinh trong đó.